Hello hello, xin chào 500 anh em nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Raiden ha. Rồi, nội dung clip ngày hôm nay mình cập nhật giá bán cũng như trả góp và quà tặng cho dòng Raider này ở cận Tết Nguyên Đán luôn nha, cũng như đầu năm mới 2022 Tết Nhâm Dần luôn. Thì anh em nào xem xong video clip nhớ đăng ký kênh giùm mình cũng như like video clip để ủng hộ và cập nhật những thông tin mới nhất về xe máy nha. Hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng xe máy An Thành Phát. Theo như thường lệ mình sẽ quay sơ mặt tiền cửa hàng xíu ha, để 500 anh em cũng như tất cả mọi người mình đi mua xe mình dễ nhận biết luôn. Thì đây là mặt tiền cửa hàng xe máy An Thành Phát, cửa hàng tọa lạc ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ, hướng đi vô cổng phụ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, phường Thái Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Bạn nào có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0325333789 nha mọi người. Gặp anh con tư vấn kỹ ha. Rồi, và số điện thoại mình cập nhật phía dưới video nha. Mọi người chú ý cho mình liên hệ cho đúng ha. Rồi, bây giờ mình cập nhật giá bán trước nha. Thì dòng Raider này đang được cửa hàng xe máy An Thành Phát bán với mức giá là khoảng 48 triệu đồng nha mọi người. Như vậy là giá cận Tết nó lên, mọi người thấy chưa? Đó, trước Tết tầm hơn một tháng á, nó rơi vào khoảng 47 triệu thôi. Nhưng mà bây giờ cận Tết quá rồi là nó rơi vào khoảng 48 triệu đồng nha mọi người. Và giá mình báo đã bao gồm thuế VAT 10% rồi, áp dụng cho màu green hay còn gọi là màu nguyên bản nha. Còn màu độ 3D thì tùy từng màu mà có giá bán khác nhau ha. Về vấn đề trả góp á, thì dòng này các bạn chắc luôn cũng biết đúng không? Bạn nào theo dõi kênh mình là cũng quá là biết rồi. Là dòng này là các bạn không cần trả trước nha, không cần trả trước một đồng nào hết. Có nghĩa là trả trước không đồng á, là các bạn chỉ cần tới làm hồ sơ trả góp đậu là các bạn lấy xe về được rồi. Và mức trả trước không đồng là mức tối thiểu cửa hàng cũng như ngân hàng hỗ trợ dành cho các bạn nha. Bạn nào mình có điều kiện mình cứ trả trước càng nhiều càng tốt. Và trả trước tầm 30% giá trị chiếc xe thôi là nhận cả về gốc được rồi. Còn thấy bao nhiêu từ từ mình góp tiếp thôi, không có vấn đề hết ha. Rất là ưu đãi dành cho mọi người luôn. Về vấn đề thủ tục để làm hồ sơ trả góp á, thì cũng rất là đơn giản nha mọi người. Khi đi mua xe các bạn cầm theo giùm mình căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân và đủ 18 tuổi là mình làm hồ sơ trả góp được nha. Và cửa hàng hỗ trợ trả góp toàn quốc cũng như giao xe tận nơi luôn cho bạn nào mình khó khăn về vấn đề đi lại ha. Và thêm một ưu đãi đặc biệt nữa dành cho tất cả mọi người luôn nè, đó chính là khi xem kênh YouTube của mình mà ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương tới mua xe sẽ được anh Côn hỗ trợ thêm 500.000 tiền xăng xe đi lại nha. Nhớ nha, cứ xem kênh YouTube của mình mà ở ngoài khu vực tỉnh Bình Dương xa xôi tới mua xe là anh Côn hỗ trợ ngay 500.000 tiền xăng xe đi lại liền. Ngoài ra các bạn còn nhận các phần quà tặng khác như là nón nè, nhớt, áo mưa, tùy vào từng thời điểm thôi, mưa lấy áo mưa, nắng lấy nón ha. Đó, rất là nhiều ưu đãi, rất là nhiều quà tặng dành cho tất cả các bạn luôn khi mà tới cửa hàng xe máy An Thành Phát này mua xe nha. Đặc biệt là giá xe rất là rẻ luôn đó, so với mặt bằng chung ở tỉnh Bình Dương này luôn đó mọi người. Mọi người cứ tham khảo thoải mái đi, rồi chốt cũng không muộn ha. Đó, mình báo giá thực tế thôi. Rồi bây giờ mình quay sương sương hái màu green nè. Tại vì sao hôm nay mình hay quay hai cái màu green này mà mình không quay một màu độ 3D nào như dòng Sonic hay là Satia? Tại vì rất là nhiều bạn hỏi là bên mình có bán màu nguyên bản hay màu green không? Thì tất nhiên là có rồi. Chắc là nhiều khi mọi người có thấy mình quay cái màu 3D riết, cái mọi người tưởng đó là cửa hàng không có đúng không? Thực ra màu nguyên bản cửa hàng có đầy đủ hết. Nhà máy sản xuất màu gì là cửa hàng có màu đó cho tất cả mọi người luôn. Nó không thiếu một màu nào hết nha. Chỉ có riêng cái màu độ 3D mà mình hay quay trên kênh của mình á, là tùy từng cửa hàng mà độ màu sắc khác nhau cho mọi người nha. Có cửa hàng độ đẹp, có cửa hàng độ xấu, có cửa hàng độ không xấu mà cũng không đẹp luôn. Nên mình luôn luôn quay những màu độ 3D hot nhất, trend nhất và được mọi người thích nhất, yêu cầu nhiều nhất để mình quay lên mình giới thiệu mọi người. Còn ngoài ra sẽ có nhiều màu độ 3D khác cũng như đầy đủ các màu nguyên bản từ nhà máy sản xuất luôn, không thiếu một màu nào hết nha mọi người. Mọi người nhớ nha. Ok hen. Rồi, như vậy là mình vừa cập nhật giá bán cũng như trả góp và tặng cho dòng Suzuki Raider này ở cận Tết Nguyên Đán này luôn. Thì mọi người có nhu cầu mua xe cứ liên hệ theo số điện thoại 0325333789 để được anh Côn tư vấn kỹ nha. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người ha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video clip sau.